Vâng, em Triều, sáng tôi Mỹ Đình xin gửi lời chào đến toàn thể quý anh chị và bạn. Quay trở lại kênh mua bán trao đổi những chiếc xe đã qua sử dụng thì ngày hôm nay em Triều về một cái sản phẩm siêu siêu lướt so với cái đời của nó. Vâng, và cái sản phẩm này em muốn giới thiệu đến cho mọi người đó là một chiếc Honda CR-V phiên bản máy 1.5L turbo hộp bạn cao cấp nhất, sản xuất năm 2018 và nhập khẩu đến từ Thái Lan. Chiếc xe của em thì mang gam màu đỏ mận, nội thất đen. Thì em mời quý anh chị và bạn đi cùng em về một cái sản phẩm siêu lướt mà có 9.000 km và sản xuất 2018 này nhé. Về cái phần chất lượng xe thì em sẽ cam kết cho quý anh chị là chiếc này của em sơn zin thì gần như cả xe. Đấy, em nói thật là gần như cả xe luôn. Nó không có một cái vết chầy, vết xước nào quá lớn. Nó là một cái điều đặc biệt nhé. Em mua được con xe này đúng 9.000 km tại trụ luôn. Đấy, vận chuyển lên lồng ra ngoài này. Cực kỳ là mới luôn. Xe thì quý anh chị có thể check nhá, chủ xe vẫn vào hãng bảo dưỡng, nhưng mà thỉnh thoảng người ta cái thời điểm người ta lúc bỏ người ta đi thì người ta bắt đầu người ta bảo dưỡng, người ta bảo hãng cơ. Đấy, nó vẫn có một vài cái lịch sử ở trong hãng thì quý anh chị có thể vào đấy check thoải mái nhé, check được luôn. Xe thì tất cả mọi cái là quý anh chị có thể nhìn em cái ghế này. Cái ghế nhé. Này. Mới như này cơ mà. Nó như là chưa có ai ngồi ạ. Tức là cái tất cả cái hàng ghế trừ ghế lái ra nhá. Thì những cái ghế này em thấy là dường như tất cả những cái phần chi tiết ở trên chiếc xe này là chưa được sử dụng. Nó còn quá là mới. Đấy, quý anh chị có thể để thế không? Đấy không ạ? Cực kỳ là mới luôn. Và khi mà đi mua những chiếc xe này em thấy sướng. Tại vì sao? Mua được một con xe đẹp nó là điều may mắn. Đấy. Mua được một con xe đẹp nó là điều may mắn nhá. Còn nếu mà để mà gặp bác nào mà lại chốt được cái deal này nữa thì nó lại là thêm một cái điều vui mừng hơn nữa. Thế là niềm vui nhân đôi. Em bán được sản phẩm đẹp và bác mua được sản phẩm chất. Đấy. À, em sẽ quay chi tiết về phần nội thất để cho quý anh chị và bạn xem này. Từ những cái tắp tay, tắp tiếc này nhìn trông đẹp như này mà. Đẹp không chê luôn. Đấy, đẹp không có điểm chê nhá. Không điểm chê. Tiếp đến này, đi với em về phần khoang cốp nhá. Để cho mọi người cùng thấy với em là cái độ mới nó này. Cốp điện. Đấy. Tất cả những cái chi tiết này mọi người nhìn nhá. Nó chỉ là bụi thôi, nó chỉ là bụi thôi, nó không có một cái gì khác ngoài bụi. Nó chưa hề có một sự động chạm, va chạm hay là gì cả. Riêng chiếc này mà em bọc lên cái túi phần ly lông, túi bóng nhá, thì nó cực kỳ là mới luôn, em khẳng định luôn là các bác xem, các bác còn tưởng xe mới cơ. Đấy, rất là mới. Nếu mà các bác là quan tâm mà đến thực tế cửa hàng em đi, thì có thể là xem cái chất lượng xe này nó là số 1 trong phân khúc cùng đời nhá. Trong những chiếc xe cùng đời nhá. Chất lượng sơn xi thì không ngoại bàn rồi. Lốp lát là theo xe rồi. Mà cái màu đỏ mận này thì cực kỳ, em thấy cực kỳ đẹp luôn. Nhiều bác thích là ràng lốp theo xe và không một vết xước nào luôn. Xăng cộ tiết kiệm này, 6,9 lít trên 100 km, quá là ít. Đây này, ghế này. Nhìn nó trông nó như thế này mà. Đúng không ạ? Nhìn đây là cái này là thực tế nhá mọi người nhá. Đây là thực tế đây. Trông nó không có một cái điểm chê gì cả, mới quá mới thực sự luôn. Về những chiếc xe này thì em bao cam kết 100% luôn. Các bác đi check mà phát hiện ra lỗi em tặng các bác con xe này luôn. Đấy, em tặng các bác con xe này luôn. Nó là thực tế. Cực kỳ là mới luôn nhé. Cái này là bọn em không thể làm được mới như thế này nhé. Trừ giá nhé. Thay một toàn bộ 100% thì nó mới. Chứ còn các bác bây giờ đi tìm thị trường tham khảo xem. Làm gì có ở đâu một con 2018 mà đi 9.000 cây đúng không ạ? Đó là hàng hiếm. Máy này các bác nhìn này, em không cho dọn máy, em vẫn đang để nguyên máy và trụ xe ta để trong gara. Thế nên là cái máy này, các bác nhìn này, cao su trên máy đây. Mới không? Ốc này. Nhìn con ốc có thích không? Sáng choang. Đấy. Này, ốc này. Ốc này. Cực kỳ là đẹp luôn, nhìn trông những con ốc này sợ thật là đẹp. Quá đẹp. Cabo này. Tất cả mọi chi tiết mà về nguyên bản nguyên zin thì con xe của em nó đang có đầy đủ hết cái chi tiết, những cái thông số để cho mọi người thể check và kiểm tra một cách đàng hoàng. Thì với cái sản phẩm này thì ngoài tầm tiền 900 triệu thì quý anh chị cũng cân đối với em đi nhá. Hơn 900 triệu sở hữu một chiếc CR-V 2018 bản cao cấp nhất, bản L màu đỏ mận, đi được 9.000 cây số, mới nhất thị trường hiện tại trong những chiếc xe cùng đời. Vâng, và em Triều có địa chỉ sân xe tại số 86 phố Trương Công Giai, Dịch Vọng, Cầu Giấy Lội, Sàn Ô Tô Mỹ Đình. Em Triều rất mong được sự ủng hộ khách hàng trên mọi miền Tổ quốc đến là để ủng hộ cho sản phẩm cũng như là cá nhân em Triều nhé. Em Triều xin cảm ơn và em xin gặp lại mọi người những video tiếp theo. Em xin chào mọi người ạ.